Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã phát lệnh thông xe cầu Thăng Long sau 4 tháng sửa chữa mặt cầu. Cây cầu hoàn thành giúp cho giao thông thuận lợi hơn dịp cuối năm. Vâng, và đặc biệt lần sửa chữa này áp dụng công nghệ mới, hiện đại của châu Âu và do chính người Việt Nam thực hiện hoàn toàn. Quý vị và các bạn, ngày hôm nay mùng 7 tháng 1, cầu Thăng Long đã chính thức được thông xe sau 4 tháng được sửa chữa. Và cũng trong ngày hôm nay thì tất cả các phương tiện sẽ được lưu thông bình thường qua cầu Thăng Long. Có một điểm đặc biệt tại cây cầu này, đó là cây cầu đã được ứng dụng một công nghệ mới tại nước ngoài. Đó là công nghệ bê tông siêu tính năng UHPC và cũng là do chính các kỹ sư cán bộ kỹ thuật của người Việt Nam làm chủ, mở ra một trang mới trong lịch sử sửa chữa cầu đường của Việt Nam. Đó chính là người Việt Nam hoàn toàn có thể sử dụng những công nghệ mới hiện đại tiên tiến trên thế giới trong việc xây dựng và sửa chữa cầu đường. Để bảo vệ cho kết cấu mặt cầu thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với thành phố Hà Nội trong việc kiểm soát tải trọng phương tiện, và tất cả các phương tiện khi lưu thông qua cầu Thăng Long tính từ thời điểm này thì đều phải đảm bảo là không được quá tải trọng, và việc kiểm soát này sẽ được thực hiện 24/24 giờ.